Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam sụt giảm. Trong tháng 4, ô tô nhập khẩu từ Indonesia vào Việt Nam đã giảm cả về số lượng lẫn trị giá trung bình. Thái Lan vẫn là quốc gia cung cấp nhiều ô tô nhất cho người Việt. Theo báo cáo vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng lượng ô tô đã hoàn tất thủ tục thông quan vào Việt Nam trong tháng 4 đạt 12.323 xe với trị giá kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 288 triệu đô la Mỹ. So với tháng 3, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam đã giảm 19,1% về số lượng và thấp hơn 18,9% về giá trị kim ngạch. Trong đó, tổng cộng 6.098 ô tô có nguồn gốc Thái Lan đã được nhập khẩu vào Việt Nam, chiếm tỷ trọng 49,5% tổng lượng xe nguyên chiếc cập cảng Việt Nam ở tháng vừa rồi. So về số lượng, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan ghi nhận mức sụt giảm nhẹ so với số liệu 8.292 xe ghi nhận hồi tháng 3. Nếu xét về giá trị trung bình, ô tô Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 4 có giá khoảng 20.667 đô la Mỹ một xe, tương đương gần 485 triệu đồng một xe. Xe ô tô. Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam sụt giảm. Phúc hậu thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2023 18 giờ 21 phút GMT 7, trong tháng 4, ô tô nhập khẩu từ Indonesia vào Việt Nam đã giảm cả về số lượng lẫn trị giá trung bình. Thái Lan vẫn là quốc gia cung cấp nhiều ô tô nhất cho người Việt. Giá trị trung bình của ô tô nhập khẩu từ Indonesia trong tháng 4 tiếp tục sụt giảm. Ảnh TT. Theo báo cáo vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng lượng ô tô đã hoàn tất thủ tục thông quan vào Việt Nam trong tháng 4 đạt 12.323 xe với trị giá kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 288 triệu đô la Mỹ. So với tháng 3, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam đã giảm 19.1% về số lượng và thấp hơn 18,9% về giá trị kim ngạch. Trong đó, tổng cộng 6.098 ô tô có nguồn gốc Thái Lan đã được nhập khẩu vào Việt Nam, chiếm tỷ trọng 49,5% tổng lượng xe nguyên chiếc cập cảng Việt Nam ở tháng vừa rồi. So về số lượng, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan ghi nhận mức sụt giảm nhẹ so với số liệu 8.292 xe ghi nhận hồi tháng 3. Nếu xét về giá trị trung bình, ô tô Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 4 có giá khoảng 20.667 đô la Mỹ một xe, tương đương gần 485 triệu đồng một xe. Trong khi đó, ô tô có nguồn gốc Indonesia lại giảm cả về số lượng nhập khẩu trong tháng lẫn giá trị trung bình. Cụ thể, đã có tổng cộng 3.924 ô tô xuất xứ Indonesia cập cảng Việt Nam trong tháng 4 với tổng giá trị kim ngạch đạt hơn 50 triệu đô la Mỹ. Tính trung bình, mỗi ô tô Indonesia nhập khẩu vào Việt Nam có giá 12.873 đô la Mỹ, tương đương khoảng 302 triệu đồng một xe. Hồi tháng 3, tổng lượng ô tô Indonesia nhập khẩu vào Việt Nam là 4.148 xe với tổng giá trị kim ngạch ở mức 57,5 triệu đô la Mỹ, tương đương giá trị trung bình hơn 13.851 đô la Mỹ một xe, xấp xỉ 325 triệu đồng một xe. Bên cạnh Thái Lan và Indonesia, Trung Quốc cũng là nơi cung cấp một lượng ô tô tương đối lớn cho khách hàng Việt Nam. Trong tháng 4, ô tô Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam đạt mức 1.206 xe với tổng giá trị kim ngạch gần 42 triệu đô la Mỹ. Ở cùng kỳ, lượng ô tô nhập khẩu từ Mỹ đạt 432 xe. Con số ô tô có nguồn gốc Nhật Bản cập cảng Việt Nam là 199 xe. Lũy kế từ đầu năm, tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt 54.344 xe với tổng giá trị kim ngạch ở mức trên 1,2 tỷ đô la Mỹ. Ô tô Thái Lan vẫn chiếm ưu thế với tổng cộng 27.149 xe được nhập khẩu vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm. Indonesia là quốc gia cung cấp ô tô nhiều thứ nhì cho thị trường Việt Nam với tổng cộng 19.048 xe đã hoàn thành thủ tục thông quan ở cùng kỳ. Như vậy, chỉ riêng Thái Lan và Indonesia đã nắm giữ đến 85% tỷ trọng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong giai đoạn 4 tháng đầu năm. Trên thực tế, ô tô nhập khẩu từ hai quốc gia này cũng chiếm ưu thế trên thị trường ô tô Việt Nam khi đạt doanh số tương đối ấn tượng ở quý 1 năm 2023. Nhìn vào danh sách 10 ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong 4 tháng đầu năm,
Toyota Corolla Cross cùng Ford Everest là hai đại diện nhập Thái xuất hiện với doanh số lần lượt đạt 4.727 xe và 3.263 xe. Trong khi đó, Mitsubishi Splendor và Hyundai Creta lại là những mẫu ô tô nhập khẩu từ Indonesia đạt doanh số tốt tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm. Đã có tổng cộng 4.966 xe Splendor nhập khẩu từ Indonesia được bán ra cho khách hàng Việt Nam trong giai đoạn này, chiếm hơn 89.8% tổng doanh số mà mẫu MPV bình dân này đạt được. Hyundai Creta cũng đạt doanh số lũy kế 3.284 xe, xếp ngay sau Toyota Corolla Cross trong phân khúc SUV đô thị. Dù vẫn đang được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia, nhiều khả năng mẫu SUV hạng B của Hyundai sẽ sớm được chuyển sang lắp ráp nội địa trong thời gian tới.